biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau, thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gửi trọn cho người ta. Coi như yên vẫn rồi à, dù không có nói ra, từ mấy năm qua khi gần như lúc xa, dù chưa có nói lại nói qua, nhưng đã coi như một nhà. Tôi coi bác như mẹ già, tôi nghĩ anh cũng tính xa. Lan à, tôi cũng tên Lan hết dạ lòng, nhưng sợ Lan có Lan buồn khi có một tấm chồng. Tương lai thật là tối tăm, cái chuyện tương mà biết được vui sướng hay buồn cười cũng số phận mà thôi. Hay là tại tôi dốt nát quê mùa nên người ta bại đều đang đổi thay. Người ta đi rồi chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đằng đằng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con ve nhỏ kêu răng trên ngọn me tây ngoài nhà. Trời đất thì buồn vậy đó, mà lòng vui không kể xiết. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa trong dạ bồi hồi. Tuy ở gần đây mà có khi cả ngày cũng đâu có gặp mặt, nhưng biết người ta có mặt ở nhà nên trong lòng tôi không có thắc mắc âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi lại thấy buồn thấy nhớ. Chiều chiều ra bến ngõ hờn con đò nhỏ, ngày mấy lượt sáng sông sang hòn nhãn mênh mông. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ỏi, về nhà bị đòn, người ta chịu tội thế cho tôi. Mới ràng ràng ở đây nè, chứ có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tỉnh học, thiên hạ thì nói xa lòng cách mặt. Tôi thì tôi không ngại gì cái chuyện tay lòng đổi giá lúc xa nhau. Nhưng thường thì khi con nghe sầu bắt đầu ngưng tiếng, lá bàn ngoài sân rơi lát lát, người ta mới lại đi cho buổi tụ trường. Nhưng lần này người ta về rồi đi dội dã, tôi bỗng thấy buồn thấy sợ mong